Theo quy hoạch phát triển đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Metro, toàn mạng lưới sẽ có 10 depot, khu vực vệ sinh, sửa chữa, bảo trì các đoàn tàu được xây dựng phục vụ cho việc khai thác, vận hành cho các tuyến đường sắt đô thị với tổng diện tích khoảng 222 ha. Riêng với depot tham lương, rộng 25,7 hecta, nơi có tòa nhà vận hành Metro số 2 với quy mô tòa nhà gồm một hầm và 7 tầng đã xây dựng xong và đưa vào dùng từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 30 người đang làm việc bên trong. Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trong tương lai ở giai đoạn xây dựng metro số 2, dự kiến từ nay đến hết năm 2030 sẽ là nơi làm việc của các cán bộ dự án, tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước. Tổng số nhân sự làm việc trong giai đoạn này khoảng 100 người. Như vậy, từ nay cho đến thời điểm vận hành khai thác dự kiến Metro số 2, tòa nhà chưa được dùng hết công suất, chưa phát huy tối đa hiệu quả sử dụng. Do đó, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã lập đề án kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 quản lý tạm tòa nhà. Một phần diện tích tòa nhà sẽ dùng cho cán bộ thuộc ban quản lý tư vấn làm việc, phần còn lại sẽ đấu giá quyền khai thác mặt bằng theo quy định pháp luật để tạo nguồn thu cho ngân sách. Hiện nay, diện tích đã dùng và dùng trong tương lai của tòa nhà là 10.000m2. Diện tích trống dự kiến cho thuê là 6.402,5m2. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hợp đồng quy định có hiệu lực được tính khi ký kết hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thuê. Thời hạn hợp đồng dự kiến là 5 năm.